Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảng duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 113. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 238. Nghị tổng kết: Như thị đẳng chư đại đệ tử, như thị giả kết thượng, đẳng giả lệ dư, đại giả thâu tiền đại nghĩa. Câu này nhằm tổng kết tất cả 16 vị tôn giả đã được nêu ra trong phần trước. Trong kinh Phật, các con số mang ý nghĩa biểu thị pháp như trong kinh này, chúng ta thấy dùng chữ thất nhiều nhất. Chẳng hạn như thất trùng hàng thụ, thất trùng lan thuận, thất bảo trì, dùng chữ thất để biểu thị sự viên mãn. Thất có nghĩa là đông, nam, tây, bắc, trên, dưới, chính giữa, mang ý nghĩa ấy. Kinh Hoa Nghiêm thường dùng thập để biểu thị pháp. Thập là con số, từ 1 đến 10 là con số viên mãn. Vì vậy, nó mang ý nghĩa biểu thị pháp. Thập lục cũng nhằm biểu thị pháp. Trong mật tâm, nó biểu thị ý nghĩa đại viên mãn. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, ở đây cũng dùng thập lục nhằm biểu thị ý nghĩa nói rõ thiền tịnh bất nhị, mật tịnh bất nhị. Cư sĩ Hạ Liên Cư lão nhân gia thường nói tịnh độ là kiện thuyết của mật tâm. Ngài khẳng định tịnh và mật là một, không hai. Nhất là Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho pháp môn này. Trong mật tâm, Tổ sư Kim Cang Tác Đọa là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì thế biết rằng thiền trở về tịnh độ, mà mật vẫn trở về tịnh độ. Chẳng trở về tịnh độ sẽ chẳng thể viên mãn rốt ráo. Do đó ta biết hiển mật tôn giáo đến cuối cùng phải đều quy về tịnh độ, đây mới là rốt ráo viên mãn. Con số này nhằm biểu thị ý nghĩa ấy. Bộ kinh này bao gồm toàn bộ Phật pháp trong ấy, vì thế pháp môn này thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Đệ tử giả, những vị ấy đều là đại thừa Bồ Tát thị hiện làm thanh văn, tuyệt đối chẳng phải là tỳ kheo thật sự, mà là đại Bồ Tát thị hiện. Học tại sư hậu viết đệ,
có ý nghĩa này, thầy tuổi lớn hơn trò. Giải tùng sư sanh viết tử, quý vị khai ngộ là do thầy giúp đỡ, quý vị khai ngộ dưới tay thầy, nên có ý nghĩa sanh, tức là sanh trí huệ, pháp thần huệ mạng, do thầy mà sanh. Vì thầy chữ đệ tử do đó mà có, như từ thắng hội, khả dị, nan đệ, nan huynh, thiện tác, thiện thuật. Nan đệ, nan huynh có điểm cụ, trong phần sau sẽ nói tới. Kết thượng lệ dư giả, tiền kết thập lục tôn giả, hậu lệ thiên nhị bách nhân giả. 16 vị ấy là đại biểu. Trên thực tế, 1255 vị dự hội đều được bao gồm trong ấy. Thâu tiền đại nghĩa giả, thử đại đệ tử, tức tiền đại tỳ kheo, đại a la hán, dĩ nhất đại tự nhiếp tiền nhị giả. Ý nghĩa này dễ hiểu, học tại sư hậu giả, tiên giác hậu giác, như huynh tiên đệ hậu cốt, giải tùng sư sanh giả, khai phát dược dưỡng, nhi thành phát khí, sở dị tùng Phật khẩu sanh, đương thiệu Phật chủng, như phụ mẫu sanh từ cô. Ý nghĩa này rất dễ hiểu. Nan đệ nan huynh giả, cổ xưng nguyên phương nan di huynh, quý phương nan di đệ, ngôn huynh hào đệ tuấn, vô khả ưu liệt. Đây là một điển cổ của Trung Quốc. Thời Đông Hán, huyện trưởng Huyền Thái Thù là Trần Thật sanh được hai người con. Đứa lớn là Nguyên Phương, đứa nhỏ là Quý Phương. Hai đứa con ấy đều xuất chúng phi thường, tài hoa chẳng thể phân hơn kém. Vì thế cổ nhân khen hai anh em đều giỏi, xưng tụng là nan đệ nan huynh, do đó mà có điện cố. Ở đây đại sư nói rất rõ ràng: kim bất thụ bị ý, lược dụ Phật di huynh, chư a la hán di đệ. Dẫn tỷ dụ này để dùng trong Phật pháp, nhĩ câu nan đắc cố. Thầy khó có, trò cũng khó có, như thế mới là sư tư đạo hợp, mới có thể có thành tựu. Quả thật chẳng dễ dàng. Một vị thầy tốt mà chẳng có học trò giỏi cũng chẳng thể làm gì được, đạo của thầy chẳng truyền được. Có học trò giỏi, thiếu thầy giỏi, học trò cũng đáng tiếc. Có thiên bẩm tốt đẹp, nhưng cả đời chẳng gặp thiện trì thức, cũng luống uổng. Thầy giỏi, trò hay kết hợp, đây là nhân duyên hết sức khó có, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta phải biết điều này. Nói thật ra, đây là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chẳng phải chuyện dễ dàng. Thầy giỏi là gì? Nói theo Phật môn, Đức Phật là vị thầy giỏi nhất, là vị thầy chứng đắc quả gì rốt ráo, chẳng còn phải bàn cãi. Bồ Tát Thanh Văn là thầy giỏi, là người chứng quả. Tri kiến của các ngài chắc chắn chẳng sai lầm. Kẻ chưa chứng đắc quả gì ít nhiều vẫn có vấn đề, chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, đã chứng quả sẽ chính xác. Giống như A-la-hán đã thành chánh giác, chẳng có vấn đề gì. Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây thầy là vô thượng chánh đẳng chánh giác, trò là chánh giác, nhân duyên này quả thù thắng. Chúng ta tu học pháp môn này, nói thật ra, nếu thật sự tu học, 100% thuận theo y giáo phụng hành, quý vị sẽ giống như a la hán bằng về chánh giác. Nếu thật sự 100% y giáo phụng hành, không chỉ là bằng về chánh giác, mà trên thực tế có thể nói quý vị bằng về chánh đẳng chánh giác. Điều này chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn này khó có. Chúng ta nương theo pháp môn này để tu hành, nhất định phải dùng ba bộ kinh ấy. Đối với kinh Di Đà, chúng ta chọn hai bản chú giải quan trọng nhất là Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa và Di Đà Kinh Yếu Giải. Thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ.
Thứ ba là quán vô lượng thọ tịch kinh. Phải biện ba kinh này thành tư tưởng, kiến giải và hành vi của bản thân chúng ta, 100% dân thuận. Nói cách khác, quý vị niệm Phật trong một đời này chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh. Quý vị có thể làm được 90% sẽ là thượng phẩm trung sanh, làm được 80% sẽ là thượng phẩm hạ sanh, làm được 70% sẽ là trung phẩm thượng sanh. Tùy thuộc quý vị làm được mấy phần, làm được 20%, quý vị là hạ phẩm hạ sanh. Hoàn toàn chẳng làm, vậy là đừng trông mong gì. Tuy quý vị niệm Phật hàng ngày vẫn chẳng chắc ăn, giảng sanh hay không vẫn là một ẩn số. Có thể làm được từ 20% trở lên. Ngoài cách khác, người ấy quyết định giảng sanh, sanh trong cõi phàm thánh động cư. Nếu quý vị làm được từ 80% trở lên, thưa cùng quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định là cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Tùy thuộc chính quý vị. Trong giảng đường này của chúng ta, ba kinh được giảng không ngừng. Bản thân tôi có cảm xúc vô cùng rõ rệt, mỗi lần thù thắng hơn. Cảnh giới của chính tôi cũng khác hẳn, mỗi lần đều khác nhau, vì thế tràn ngập lòng tin. Điều này rất ư khó có. Ngày nay Đức Phật là thầy của chúng ta, Thích Ca Di Đà là thầy của chúng ta, các đại đức chú sứ là người dẫn đường, tiếp dẫn chúng ta. Liên Trì đại sư chú giải, các vị như Liên Trì và Ngẫu Ích là người dẫn đường cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể thật sự y giáo phụng hành, đấy cũng là nan đệ nan huynh, rất khó có, hết sức chẳng dễ dàng. Mắt thấy quý vị sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật trong một đời này, nhân duyên này thù thắng dường ấy, đó là nói nhị câu nàng tặc. Thiện tác thiện thuật giả, cổ xưng văn dương dĩ dương quy di phụ, phụ tác ư tiền dĩ vũ dương di tử, tử thuật ư hậu kim diệt bất thủ bị y. Thiện tác thiện thuật là khen ba thế hệ của nhà Châu hiện thời trích dẫn điển cố này, nhưng không dùng theo ý nghĩa đó. Lược dụ Phật di phụ chư A La Hán di tử, sư tư đạo hợp cụ. Sư tư đạo hợp mới có thành tựu thù thắng, pháp hội thù thắng dừng ý, phổ độ mười phương thế giới hết thầy chúng sanh. Tiếp theo đây là phần giảng về xứng lý. Đoạn văn này khá dài, lý ở đây cũng khá sâu. Xứng lý tắc tự tánh dương số dung thông, thị Phật giữ đệ tử câu nghĩa. Dương số dung thông, dương là tâm dương, số là tâm sở. Tám thức là tâm dương, 51 tâm sở là số. Tám thức dĩ như Phật, 51 tâm sở dĩ như đệ tử. Dương số dung thông là nói xứng tánh. Dương ngoại vô số, số ngoại vô dương. Ngoài tâm dương không có tâm sở, ngoài tâm sở chẳng có tâm dương, mang ý nghĩa này. Thai giáo dần, Thiên Thai đại sư nói: tâm dương Như Lai, tâm số đệ tử, kim thích dị dương giả, bát thức giả, dị tám thức như dương. Thử bát thức giả, thiện ác luân chuyển, diêu chi chủ tể, như dương ngự thần, như sư xuất đệ tử cũ. Số giả ngũ thập nhất tâm sở giả, thử ngũ thập nhất, nhất tắc hằng y tâm khởi, nhị tắc giữ tâm tương ứng, tam tắc hệ thuộc ư tâm, kỳ ư bát thức, như thần hướng quân, như đệ tử phụng sư cũ. Đoạn này nói thật ra nhằm giảng rõ nguyên lý sanh tử luân hồi trong lục đạo. Vì sao có lục đạo? Vì sao có luân hồi? Nguyên lý ở ngay trong câu này.
thiện ác luân chuyển là nhân. Sự sướng khổ trong lục đạo là quả báo. Tạo nhân gì như thế nào sẽ đắc quả báo như thế ấy. Nhưng chủ nhân của sự tạo nhân chịu báo là A-lại gia thức. Duy Thức Luận thường nói, lai tiên khứ hậu tác chủ công. Trong Bát Thức Quy Cổ Tụng, Huyền Trang Đại Sư đã giảng rõ ràng, cái gì đến đầu thai trong lục đạo, A-lại gia thức đến đầu thai, đến lãnh chịu quả báo. Khi chết, cái nào rời đi cuối cùng? A-lại gia thức rời đi cuối cùng. Như vậy là nói đến trước tiên, rời đi cuối cùng, nó là chủ, tức là chủ nhân của việc xoay dần trong lục đạo, tạo nghiệp hứng chịu quả báo. Phàm phu chúng ta chẳng liễu giải, coi nó là linh hồn. Người Hoa gọi là linh hồn, trong Phật giáo gọi là A-lại gia thức, còn gọi là thần thức. Ngoại đạo Ấn Độ cũng chẳng liễu giải tình hình này, họ gọi nó là thần ngã, danh xưng bất đồng, nhưng nói về cùng một chuyện. Thiện ác luân chuyển, diêu chi chủ tể. Đây là nói tiền lục thức thân thiện ác vô kỵ tàn tánh. Nói cách khác, làm lành là nó, mà tạo ác cũng là nó. Tạo tác chuyện chẳng thiện chẳng ác, thường gọi là vô kỵ tánh, cũng do nó. Quý vị tạo tác thiện nhất định có thiện báo, tạo ác nhất định có ác báo. Tánh vô kỵ sẽ có một loại quả báo chẳng thiện chẳng ác. Mọi thứ đều có quả báo. Chứ gì phải biết, trong sáu thức trước, thức có năng lực mạnh nhất là thức thứ sáu, tức ý thức. Ý thức là gì? Là ý niệm suốt ngày từ sáng đến tối, suy nghĩ lung tung của chúng ta. Đó là tâm vọng tưởng. Quý vị có thể nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới hiện tại, nghĩ tới vị lai, thấy đều do thức thứ sáu. Ý thức nó nghĩ đến điều lành lẫn điều ác. Chứ gì chứ nên coi nhẹ vọng tưởng. Một niệm quý vị vừa tưởng sẽ gieo một chủng tử vào A-lại gia thức. Chủng tử ấy gặp duyên sẽ phải nhận lãnh quả báo. Quý vị nghĩ tới điều lành là một chủng tử thiện, quý vị nghĩ tới điều ác là một chủng tử ác. Chẳng cần đợi quý vị tạo tác, nghĩ tới một điều ác, quý vị đã tạo ác nghiệp. Ta chưa làm, không làm, nhưng trong A-lại gia thức cũng có. Nếu quý vị còn làm, sức mạnh của chủng tử ác nghiệp ấy sẽ lớn mạnh. Quý vị chỉ nghĩ, chưa làm thì sức mạnh của nó yếu hơn một chút. Nhưng đều là chủng tử kim càng bất hoại giống như nhau. Vì thế ý niệm quan trọng lắm. Trong kinh Đức Phật thường nói, Bồ Tát úy nhân, chúng sanh úy quả. Đến khi quả báo ứng hiện, chúng sanh sợ hãi. Khi quả báo xảy đến, Bồ Tát chẳng sợ. Ngài biết có sợ cũng vô dụng, cảm nghịch xảy đến bàn dân chịu. Bồ Tát sợ gì? Sợ tạo nhân ác, sợ có ác niệm, các ngài sợ những điều ấy. Vì thế nói tu hành nơi khởi tâm động niệm. Do vậy, chúng ta hãy tự suy nghĩ, chúng ta có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Chuyện này chớ nên hỏi ai khác, chính mình suy nghĩ sẽ biết. Từ sáng đến tối, ta có niệm nào nhiều nhất? Niệm nào có sức mạnh mẽ nhất? Tương lai sẽ theo niệm ấy mà đi. Nếu ta suốt ngày từ sáng đến tối, tham niệm mạnh mẽ, tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thứ gì ta cũng muốn. Niệm ấy rất mạnh, nói cách khác, đời sau quý vị nhất định vào tam đồ. Sức mạnh của tham là nghiệp nhân trong ngạ quỷ đạo, đời sau nhất định thành quỷ. Có người đã chết, không nhất định trở thành quỷ. Luân hồi trong lục đạo thì quỷ đạo chỉ là một trong sáu phần. Vì sao mọi người đã chết được thành quỷ? Quý vị hãy nghĩ xem có lý hay là không. Người nào chẳng tham, tâm tham nặng nề, trong tương lai sẽ đều thành quỷ. Kẻ ấy hiện thời hàng ngày đều tạo nghiệp tham, nên sau khi chết đi, gần như là 80% đều vào ngã quỷ đạo. Vì thế nói, người ta chết đi đều thành quỷ, lời ấy cũng nói có lý lắm. Cũng có thể bảo là hoàn toàn thiếu đạo lý. Nếu chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc, nói thật thà thì chúng ta niệm niệm đều là A-di-đà-phật, tâm tâm đều là A-di-đà-phật, chúng ta tạo nghiệp là A-di-đà-phật nghiệp. Tạo A-di-đà-phật nghiệp, chẳng thọ quả báo trong lục đạo. Quý vị coi thử trong lục đạo có đường nào là A Di Đà Phật? Không có, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả báo của A Di Đà Phật. Vì thế quý vị tạo nghiệp nhân ấy, quả báo trong tương lai nhất định là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy, người muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ sáng đến tối đừng dấy vọng tưởng. Hết thảy niệm tốt lẫn niệm xấu, thấy đều chẳng cần đến. Chúng ta chỉ có một niệm A-di-đà-phật,
Niệm niệm Phật, tâm tưởng Phật. Niệm kinh bàn tưởng cảnh giới trong kinh. Cảnh giới trong kinh là cảnh giới của A-di-đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đạo lý là như vậy đó. Do vậy, nó là chủ tể, tạo nghiệp ở nơi đây, sau này nhất định phải hứng chịu quả báo. Thứ bảy là ngã chấp kiên cố. Trong Duy Thức Luận thường nói, tứ đại phiền não thường tương tùy, nghĩa là bốn đại phiền não thường sẵn có kể từ lúc mới sanh. Bốn điều gì vậy? Ngã si, tức là ngu si đấy. Do ngu si nên kẻ ấy mới chấp trước thân này là ta. Ngã kiến, ngã chấp do ngu si sanh ra, vô cùng kiên cố, chẳng dễ gì phá trừ. Ngã ái là thứ bẩm sinh. Ngã kiến, nay chúng ta gọi ngã kiến là thành kiến. Thành kiến rất sâu. Ngã mạn, nói chung luôn cảm thấy ta mạnh hơn người khác, luôn thấy kẻ khác chẳng bằng ta. Ngạo mạn cũng là bẩm sinh. Bốn đại phiền não này, thưa quý vị, chướng đạo, chúng là chướng ngại căn bản. Nếu chúng ta đã muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị phải biết, chư thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có bốn thứ phiền não này. Nói cách khác, chúng ta phải nỗ lực nhạt bớt si kiến ái mạn. Quý vị có thể nhạt bớt một phần, định Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị sẽ tăng cao một phần. Cả bốn thứ này đều chẳng có, quý vị sẽ giảng sanh trong ba phẩm thượng. Nếu quý vị chẳng đoạn những món này một chút nào, nói cách khác, nếu thật sự rất may mắn, quý vị sẽ sanh trong ba phẩm hạ, chứ chẳng thể đạt được trung phẩm. Quý vị là hạ phẩm giảng sanh. Có thể thấy đoạn những thứ ấy chẳng dễ dàng, vô cùng khó đoạn. Nhưng trong hết thảy các pháp môn, nói thật ra, phương pháp niệm Phật rất dễ đoạn phiền não. Vì sao? Người niệm Phật chẳng cần đoạn phiền não, mà phiền não tự nhiên chẳng còn. Vì sao? Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối chỉ niệm A-di-đà Phật, ý niệm nào khác đều chẳng có, chẳng đoạn mà đoạn. Cách này khéo tuyệt vời. Thật sự ngoại định đoạn phiền não, nói thật ra, chúng ta dốc hết tánh mạng cả một đời, sợ vẫn chẳng thể đoạn một phẩm kiến hoặc. Nói cách khác, nếu chẳng tu pháp môn này, tu bất luận pháp môn nào mà mong thành tựu trong một đời này đều chẳng dễ dàng, rất khó làm được. Sau đó, chúng ta mới biết pháp môn này thù thắng. Pháp môn này từ hạ hạ phẩm cho đến thượng thượng phẩm. Đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, ngộ duyên bất đồng nhi hữu sai bị. Ngày nay chúng ta gặp duyên quá thù thắng khôn sẵn. Có thể nói từ thời dân quốc tới nay, duyên phận thù thắng giống như chúng ta, đạo tràng thù thắng như vậy, chưa hề có. Trong quá khứ, đạo tràng của Thầy Lý ở Đài Trung mỗi tuần chỉ giảng kinh một lần, còn chúng ta mỗi tuần bốn lần. Hơn nữa, Ngài giảng kinh thì rất nhiều kinh Đại Thừa đều giảng, chẳng phải chuyên giảng kinh tịnh độ. Nay chúng ta duyên thù thắng vượt trội quá nhiều, vượt trội những đạo tràng tại Đại Luật và đầu thời dân quốc. Có thể nói hiện thời nhân duyên của chúng ta thù thắng khôn sẵn. Mọi người đúng là đang hưởng phước mà chẳng biết chính mình có phước. Vì thế, chỉ cần chính mình có thể giác ngộ, sám hối, y giáo, phụng hành, ai nấy đều nắm chắc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 51 tâm sở là như trong Duy Thức Luận thường giảng. Biến hành có 5 tâm sở, biệt cảnh có 5 tâm sở, thiện có 11 tâm sở, căn bản tiền não có 6 tâm sở, tùy tiền não có 20 tâm sở, bất định có 4 tâm sở. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận đã giảng rất rõ ràng. Từ 51 tâm sở, chúng ta rất dễ thấy thiện tâm sở ít, chỉ gồm 11 thứ, ác tâm sở nhiều, có 26 thứ, tức 6 căn bản tiền não và 20 tùy tiền não. Số lượng ác nhiều thì
thiện ích. Nói theo sức mạnh thì cũng là thế lực ác mạnh mẽ, thế lực thiện yếu ớt. Vì thế một người đi theo phương diện xấu thì dễ, hướng theo phương diện tốt sẽ khó khăn. Nguyên nhân căn bản là tâm sở nhiều hay ít, yếu hay mạnh đã được phơi bày rất rõ rệt ở trong ý. Do vậy, một người có thể đoạn ác tu thiện, có thể thật thà niệm Phật, chính là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Đúng như cổ đức đã nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Một ngày ấy là gì vậy? Cả ba thứ thiện căn, phước đức, nhân duyên đều hiện tiền. Nhân duyên ấy khó có, không chỉ là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Ngày nay ba nhân duyên ấy tụ hội, chúng ta gặp gỡ pháp môn này là nhân duyên. Bản thân chúng ta có thiện căn, thiện căn là quý vị có thể tin tưởng, có thể lý giải. Quý vị có phước đức, có phước đức chính là quý vị thật sự chịu phát nguyện, thật sự chịu y giáo phụng hành, đấy là phước. Phước đức chẳng phải là nói quý vị hiện thời có địa vị trong xã hội, có tiền của, chẳng phải vậy. Phước báo y cũng như không, sau khi chết chẳng mang theo được gì. Đúng như trong phẩm hạnh nguyện đã nói, vạn ban tương bất khử, duy hữu nghiệp tùy thân, thứ gì cũng chẳng mang theo được. Vì thế quý vị có thể tín giải, phát nguyện niệm Phật, đây là phước báo lớn nhất. Vì những điều này quý vị có thể mang theo được. 51 tâm sở, vì sao được gọi là tâm sở pháp? Vì chúng hằng y tâm khởi. Nói thật ra, 51 loại tâm sở pháp là tác dụng tâm lý, đó gọi là tám thức làm thể. 51 thứ ấy là tác dụng do tám thức giấy khởi, dụng chẳng lìa thể, vì thế nó nương vào tâm mà sanh khởi. Lìa tâm hà có tâm sở? Chẳng có tâm sở, lìa thể sẽ chẳng có tác dụng. Đây là nói theo mặt khởi tác dụng. Thứ hai là giữ tâm tương ứng, dụng chẳng lìa thể, thể chẳng lìa dụng, nhất định là tương ứng. Vì thế hằng giữ tâm dương tương ứng, nhi bất ly. Hệ thuộc ư tâm, chúng phụ thuộc tâm dương. Chẳng hạn như trong tạm thức, a lại và thức có năm tâm sở, tức năm món biến hành. Thức thứ bảy có 18 tâm sở, năm thức trước có 34 tâm sở. Ý thức, tức thức thứ sáu, có nhiều nhất 51 món tâm sở, nó hoàn toàn tròn đủ. Vì thế thức thứ sáu có công năng lớn nhất. Duy thức luận gọi nó là tội khôi họa thủ, lục đạo luân hồi do nó tạo tác. Nhưng thành Phật làm tổ, nó cũng là đệ nhất đại công thần. Này chúng ta niệm Phật, dùng tám gì để niệm Phật? Đương nhiên là thức thứ sáu, tức ý thức niệm Phật, công của nó to lớn. Giả sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành Phật làm tổ cũng do thức thứ sáu. Nó cách khác, này bản thân chúng ta phải hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này. Chúng ta vận dụng thức thứ sáu ra sao? Dùng nó để tạo nghiệp hay là dùng nó để niệm Phật? Nếu quý vị dùng nó thích đáng, sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu dùng chẳng thích đáng, quả báo là tam độ, tùy thuộc quý vị sử dụng nó như thế nào. Hữu trí giác dân, thập đại thanh văn, giai thị tự tâm thập thiện pháp số. Tỳ đàm kệ dân, dục tưởng cánh ngạo, huệ niệm tư cập giải thoát, tá ý ư cảm giới, tam ma đề dị thống. Đây là một bài kệ trong A Tỳ Đàm Luận. Trí giác là Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, là A Di Đà Phật tái lai. Quý vị đọc bộ Di Đà Kinh Yếu Dạy Thân Gian Ký của Pháp Sư Bảo Tịnh, trong ý đã trích dẫn câu chuyện này rất rõ ràng. Nhưng trong cuốn Di Đà Kinh Yếu Dạy giảng nghĩa, Pháp Sư Viên Anh không nhắc tự. Trong lời giảng giải, Pháp Sư Bảo Tịnh nói rõ Ngài Diễn Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai. Chuyện này là thật. Lão nhân gia nói thập đại thanh văn,
tức 10 vị đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, biểu thị pháp. Các ngài biểu thị điều gì? Tượng trưng cho 10 thiện pháp trong tự tâm, tức là thập thiện trong tự tâm. Dục tưởng cánh nhạo quậy, dục chính là dục trong biệt cảnh tâm sở. Nói theo cách bây giờ, dục là dục vọng trong cảnh giới hàm thích, sanh khởi một điều mong mỏi, tức là nói đến sở duyên duyên trong bốn duyên của sự sanh khởi niềm mong ấy. Cần y di nghiệp dụng, cần là siêng năng, nó khởi tác dụng. Tác dụng là phải nỗ lực theo đuổi, mong muốn đạt được. Trong bốn duyên, nó chính là vô gián duyên. Vì tâm sở pháp thông với hết thảy các pháp. Như chúng ta hiện thời, có dục hay không? Có. Chúng ta có dục vọng. Dục vọng của chúng ta là gì? Mong mỏi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong thầy A-di-đà Phật. Đó là dục vọng của chúng ta, là sở duyên duyên của người niệm Phật chúng ta. Chúng ta đã có dục vọng ấy, phải nỗ lực theo đuổi, nhớ Phật, niệm Phật, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Đó là tinh tấn, là siêng năng. Nhất định phải làm theo cách như vậy thì mới có thể thành công. Không chỉ duyên thế gian phải buồn xuống, mà còn đừng nghĩ tới chúng, đừng nhớ tới chúng. Vì quý vị nghĩ tưởng tới chúng, nghiệp báo sẽ là trong lục đạo. Mỗi ngày đều tạo nghiệp lục đạo. Quyết định chẳng nghĩ tới, quyết định chẳng bận tâm tới chúng. Niệm niệm chỉ nghĩ tới A-di-đà Phật, niệm niệm chỉ nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy là được. Hiện thời tôi trừ niệm Phật ra, có thể là tôi niệm Phật chẳng nhiều như quý vị, nhưng tôi xem kinh rất nhiều. Tôi chuyên đọc ba kinh Tịnh Độ, mục đích nhằm mong giảng các kinh ấy hay hơn, có sức thuyết phục hơn, khiến cho mọi người nghe xong đều có thể tiếp nhận. Trong tương lai mọi người đều giảng sanh, đó là chuyện tốt đẹp. Tôi nằm mơ cũng thấy đang giảng kinh, dưỡng thành một thói quen giảng kinh, hết thảy mệt nhọc đều chẳng có. Mỗi ngày trên tòa giảng tôi giảng 8 tiếng, có bữa giảng 9 tiếng, càng giảng càng hào hứng. Chẳng giảng thì chẳng có tinh thần, đương nhiên là do ta bảo gia trị. Nhớ Phật, niệm Phật trọng yếu vô cùng. Đọc kinh cũng là tưởng Phật, tuy niệm chẳng niệm, trong tâm nghĩ tới Phật, tưởng cảnh giới của thế giới Cực Lạc. Đó là dục tưởng cánh nhạo quậy. Tưởng là một biến hành tâm sở. Sách diễn nghĩa giảng, ư cảnh thụ tưởng di tánh, thi thiết chuẩn dụng danh ngôn di tha đức nghiệp dụng. Này chúng ta tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, tưởng A-di-đà Phật cũng giống như vậy. Thế giới Cực Lạc là một danh hiệu, A-di-đà Phật cũng là một danh hiệu. Từ danh hiệu sẽ nghĩ đến cảnh giới trong thực tế. Cánh nhạo là xúc trong biến hành tâm sở. Sách diễn nghĩa giảng, thọ tưởng tư đẳng sở y di tha đích nghiệp dụng. Tâm và tâm sở cần phải tiếp xúc cảnh giới. Nói cách khác, chúng ta vận dụng vào pháp môn này, niệm niệm chẳng xả. Huệ chính là huệ trong biệt cảnh. Ở đây huệ có nghĩa là chọn lựa phân biệt, tức là quý vị có năng lực phán đoán, có năng lực chọn lấy hay bỏ đi. Này trong hết thảy các pháp, chúng ta chọn lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, chọn cách trì danh niệm Phật. Trong ngàn kinh vạn luận chỉ lấy 3 kinh Tịnh Độ, đây là trí huệ vô thượng. Vì thế tôi khuyên các đồng tu, nếu quý vị có thể thật sự buồn xuống, sẽ là 100% chân tu, tu thượng phẩm thượng sanh. Buồn xuống 100%, không chỉ là buông pháp thế gian xuống, ngay cả Phật pháp cũng đều buồn xuống. Tôi niệm một quyển kinh, vì thế tôi khuyên mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trước hết quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ 3000 biến, những thứ khác đều buông xuống hết. Niệm xong 3000 biến, tâm quý vị định đạt được niệm Phật Tam Muội, khai trí huệ. Nếu quý vị mỗi ngày niệm 2 biến, trong thời gian 5 năm sẽ hoàn thành. Quý vị dùng thời gian 5 năm có thể tu được thượng phẩm thượng sanh. Sau 5 năm, quý vị biển tài vô ngại, đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian, hệ lục căn tiếp xúc đều thông đạt. Tuyệt đối chẳng giống như hiện thời chúng ta hôm nay đọc kinh này, ngày mai nghiên cứu kinh khác.
Kẻ khác nghiên cứu 60 năm chắc chắn chẳng bằng quý vị 5 năm công phu. Vì sao? Quý vị 5 năm chuyên trọng, tương ứng với chân như bổn tánh. Kẻ kia nghiên cứu cả đời, luôn suy tưởng lung tung, vọng niệm tơi bời. Định huệ hoàn toàn chẳng có, vô tác dụng. Chúng ta thấy các vị cổ đức dạy học, thường là người học thân cận một vị thiện tri thức. Thiện tri thức bảo người ấy làm những việc nặng trong chùa miếu. Trước này cũng chẳng hề dạy cho người ấy điều gì. Người ấy làm 3 năm hay 5 năm, quả thật không thể nhịn được nữa, tìm gặp lão hòa thượng. Còn đến đây cầu pháp, đã làm nhiều năm như thế, ngài chẳng dạy con điều gì. Lão hòa thượng cười bảo người ấy, người ấy bèn khai ngộ. Vì sao? Trong cuộc sống, lão hòa thượng hoàn toàn sống trong giới định huệ. Dạy quý vị điều gì? Thể nghiệm, rèn luyện trong cuộc sống, rèn luyện sao cho tất cả tập khí, khuyết điểm đều sạch sanh sanh, tâm thanh tịnh, huệ bèn sanh. Huệ vừa sanh, hệ tiếp xúc Phật pháp bàn thần xuống. Cần phải giảng giảng nữa chăng? Chẳng cần. Hệ tiếp xúc bàn thông đạt. Vì thị, mọi người chẳng cầu trí huệ chân thật, mà cầu gì? Cầu thể trí biện thân, làm lẫn quá đổi. Chúng ta muốn hoàn pháp, chuyển hoàn pháp tuyệt đối chẳng thể thực hiện bằng thể trí biện thân. Hoàn pháp bằng thể trí biện thân sẽ chẳng tránh khỏi phạm sai lầm. Quý vị giảng kinh sẽ trật, hiểu sai ý nghĩa. Quý vị nhất tâm niệm bộ kinh này, nhất tâm hoàng dương bộ kinh này, chắc chắn tốt đẹp, sẽ được tam bảo gia trị. Khi quý vị đọc sẽ khai trí huệ, có ngộ sự. Khi quý vị giảng cho người khác nghe cũng có ngộ sự. Một mặt ngộ sự gây do từ tâm quý vị đã định mà có, từ tam muội do bản thân quý vị đã tu. Mặt khác là do A Di Đà Phật, Quán Âm thể chỉ giá trị quý vị. Bởi lẽ khi quý vị giảng không chuẩn bị hoặc là đã chuẩn bị, nhưng lên đại giảng sẽ nói hoàn toàn khác với những gì đã chuẩn bị. Trên đại giảng chẳng biết gì sao nói được như thế. Đó là trong là tam muội, ngoài được tam bảo giá trị nên xuất hiện sức mạnh ấy. Tuyệt đối chẳng phải là thế trí biện thân mà hồng lạc được. Vì thế tôi dạy quý vị, đây là một phương pháp và phương hướng chính xác. Nếu quý vị không tin, tức là chính quý vị thiếu phước báo, tự mình có chướng ngại. Do đó mọi người muốn niệm đến nhất tâm bất loạn, muốn thành tựu niệm Phật ta muội, muốn đắc huệ giải, muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị có thể buông hết thảy xuống, đây là định. Mỗi ngày niệm kinh, niệm từ đầu đến cuối, chẳng bỏ sót một chữ nào, chẳng niệm đảo lộn câu nào, chẳng đọc sai chữ nào, đó là trí huệ. Vì thì niệm kinh là hoàn thành tam học với định huệ một lượt. Tôi đã nói câu này rất nhiều lần, cớ sao chẳng niệm kinh? Tu hành cần thân thể rất khỏe mạnh. Thân chẳng khỏe mạnh sẽ không xong. Thân thể khỏe mạnh cũng do chính mình tu được. Năm ngoái tôi từ Tân Gia Bà trở về, lão hòa thượng Tùng Niên dạy tôi một phương pháp. Tôi nhớ đã kể với mọi người trong giảng đường, chẳng biết quý vị có làm hay không. Có một lần, đồng tu Tân Gia Bà mời tôi dùng cơm. Pháp sư Diễn Bồi tiếp đãi. Pháp sư tuổi đã cao, 72 tuổi, thân thể rất yếu, rất nhiều bệnh. Lão hòa thượng Tùng Niên 80 mấy tuổi, tóc bạc, mặt trẻ, đầu tóc trắng phao, da dẻ giống như da trẻ nhỏ. Ngài duỗi cánh tay ra, quý vị thấy da tôi mịn màng hay không? Rồi ngài dạy pháp sư Diễn Bồi, tôi dạy thầy một phương pháp, thầy về nhà học trong 3 tháng, bảo đảm hữu hiệu, bệnh gì cũng chẳng có. Phương pháp rất đơn giản, là một chén nước sôi. Buổi tối lúc sắp đi ngủ, chuẩn bị sẵn một chén nước nóng, đến sáng hôm sau thức dậy, đừng rửa mặt, đừng súc miệng, vừa thức dậy bước xuống giường bèn uống chén nước đó. Đứng vững vàng ở nơi đó, mặt hướng về phía đông hoặc phía đông nam, tức là phương hướng mặt trời mọc. Hướng về phương hướng đó, cầm dựng chén nước trên tay uống 300 ngụm, chớ nên nhiều hơn, mà cũng chớ nên ít hơn, mỗi một ngụm đều phải nuốt xuống. Sư nói, chỉ cần thầy uống như vậy suốt 3 tháng, bệnh tật gì cũng đều chẳng còn, trăm bệnh chẳng sanh, người không bệnh tật sẽ tăng tuổi thọ. Ngài nói, chính ngài thọ 130 năm hay 150 năm chẳng có vấn đề gì, chính ngài nắm chắc điều đó, thật dễ dàng. Nhưng phải có lòng kiên trì, vì sao? Uống xong một chén nước ấy, tôi thí nghiệm một phen, 300 ngụm phải mất 45 phút. Trong khi uống,
hết thảy ý niệm đều phải buông xuống, một niệm cũng chẳng có. Nói thật ra, cách của ngài là tu định, cầm dựng chén nước trên tay, đừng bất động này đó suốt 45 phút. Đó là tu định. Uống mỗi ngụm một chút, vì nếu quý vị uống một ngụm lớn, mấy ngụm đã hết sạch rồi. Nhất định phải uống 300 ngụm, chẳng thể nhiều hơn hay ít hơn, mỗi ngụm đều phải nuốt xuống. Do vậy, tôi nghĩ điều thứ nhất, trong tâm ngài một niệm chẳng sanh. Đây là tu định. 300 ngụm, mỗi ngụm phải nhớ rõ ràng. Trên thực tế là cách tu sổ tức quán trong thiền tâm. Ngụm thứ nhất, ngụm thứ hai, ngụm thứ ba đều là tu sổ tức. Đồng thời khiến cho nội tạng vận động. Vì quý vị nuốt xuống mỗi ngụm, nội tạng đã vận động. Nước thanh tẩy nội tạng. Thanh tẩy nội tạng vận động lại còn có công phu định lực, lẽ nào chẳng có hiệu quả. Hôm nay tôi đem phương pháp này truyền dạy quý vị lần nữa, sẽ tăng tuổi thọ, trăm bệnh chẳng sanh. Nhớ Phật, niệm Phật, chúng ta đều là thượng phẩm giảng sanh. Bởi lẽ chúng ta mong cầu thượng thượng phẩm. Trước đây do chúng ta chẳng thấu triệt đạo lý, chỉ cần hạ hạ phẩm giảng sanh là được rồi. Hiện thời chúng ta liễu giải, chẳng làm chuyện ngốc nghếch nữa, phải cầu thượng thượng phẩm. Vì sao? Chúng ta ai nấy đều có phần đối với cơ duyên thượng thượng phẩm. Thập Địa Bồ Tát tự tại từ Cực Lạc thế giới chẳng lệ niệm Phật, ngài là tín nguyện trì danh giảng sanh. Tuy chúng ta hiện thời là phàm phu sát đất, nhưng cũng là tín nguyện trì danh, dùng phương pháp giống như Thập Địa Bồ Tát. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu chúng ta bị đãi ngộ chẳng bình đẳng, sẽ là chuyện không thể có được. Nếu có thì quá ra là chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng phải bãi công, vẫn phải thỉnh nguyện. Không thể nào có chuyện ấy, phương pháp giống như nhau mà. Do thế giới ấy là thế giới bình đẳng, phàm ai giảng sanh từ đó đều viên chứng bàn mọn bậc thoại. Đạo lý ở chỗ này, mong mọi người hãy nỗ lực, đừng xem thường chính mình, chứ nên khinh rẻ chính mình. Nhưng cũng đừng nên ngạo mạn, hiểu hết thảy các pháp là bình đẳng, nghiêm túc tu phổ hiền thập nguyện. Chúng tôi vừa mới nói, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu đã nói, các vị Bồ Tát ấy tu gì, thấy đều tuân tu phổ hiền đại sĩ chỉ đức. Nói cách khác, không vị nào chẳng tu mười đại nguyện dương. Vì thế, chúng ta phải nhấn mạnh mười đại nguyện dương, phải nỗ lực nghiêm túc thực hiện. Đó là huệ như đang nói ở đây, tức là trí huệ đoạn nghi sanh tính, chọn lựa bằng trí huệ. Niệm là niệm trong biệt cảnh, chúng ta dùng tâm sở này để niệm Phật, chúng ta niệm Phật hiệu. Sáu chữ hay bốn chữ cùng thế, niệm từng chữ phân minh. Chúng ta tưởng A-di-đà Phật, tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, cảnh giới ấy rõ ràng, rành rẽ. Nếu muốn cảnh giới rõ ràng, kinh chẳng thể không thuộc. Hiện thời, đại đa số mọi người đều thuộc Kinh Di Đà. Bước thứ hai là chúng ta phải thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi niệm 3.000 biến Kinh Vô Lượng Thọ, lại niệm Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị chỉ cần hiểu rõ phương pháp và nhân quả được giảng trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là được rồi. Trong tương lai, có thời gian, chúng tôi sẽ giảng Quán Kinh kỹ càng một lượt, giảng kỹ sẽ được lợi ích lớn nhất. Tư là tư tâm sở trong biến hành. Năm biến hành là tác ý, xúc thọ tưởng tư. Nói thật ra, tư là tạo tác. Văn tự Trung Quốc là một loại phù hiệu trí huệ. Quý vị thấy tư là gì? Trong tâm dấy lên phân biệt có giới hạn. Trong chữ tư, phía trên chữ tâm là chữ điện, tức là có giới hạn. Trong tâm có phân biệt, có giới hạn là tư. Tư là tạo nghiệp, tưởng chẳng tạo nghiệp. Tưởng là trong tâm có tưởng. Quý vị vẫn chưa phân biệt, chẳng tạo nghiệp. Tư tạo nghiệp, tư là có phân biệt. Chúng ta chẳng tạo nghiệp luân hồi trong lục đạo, mà tạo tịnh nghiệp. Tạo tịnh nghiệp, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta tư tưởng A-di-đà Phật, nghĩ tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thoát có nghĩa là tự tại. Này chúng ta gọi tác ý là chủ ý. Đây là tâm sở thứ nhất trong năm biến hành. Nói thật ra, nó có nghĩa là cảnh giác. Trong tông môn thường nói,
chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là tác ý. Nay chúng ta thời thời khắc khắc đề cao tâm cảnh giác. Tâm cảnh giác khiến cho chúng ta niệm Phật chẳng quên mất Phật hiệu. Do vậy nói thật ra, bí quyết niệm Phật là chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Hai điểm này đều chẳng dễ dàng làm được, đặc biệt là chẳng xen tạp khó thực hiện nhất. Chẳng hạn như người niệm Phật lại muốn nghiên cứu kinh luận khác, tu tập pháp môn khác, đó gọi là xen tạp. Thiện Đạo Đại Sư nói như vậy. Còn có Tây Phương Sát Chỉ do Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng. Người niệm Phật lại xem kinh, niệm chú, bái sám, làm pháp hội, lại còn nói chuyện ngẫu, chẳng khẩn yếu. Đây đều là xen tạp. Người tu hành xen tạp, trong một dạng người, khó có dăm ba người giảng sanh. Họ chẳng chuyên tu. Người chuyên tu quyết định giảng sanh, giảng người tu, giảng người về, chẳng sót một ai. Vì vậy, tạp tu chẳng bằng chuyên tu. Ngàn muôn phần chứ nên hiểu lầm những người đó là đại thông gia, học rộng nghe nhiều, làm rồi. Đến cuối cùng, những người đó tu gì cũng chẳng thành, vẫn luân hồi trong lục đạo. Nếu quý vị tâm độ chúng sanh thiết tha, hãy chuyên tu pháp môn niệm Phật, sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Dẫu chẳng nói một câu nào, vẫn độ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Thân giáo. Quý vị nêu khuôn mẫu cho người khác nhìn vào, đấy mới đúng là người thật sự giác ngộ. Khi quý vị ra đi tự tại, biết trước lúc mất, biểu diễn một chút, lúc tất yêu sẽ mở đại hội giảng sanh. Hà Đông Tước Sĩ Phu Nhân ở Hương Cảng là mẹ ông Hà Thế Lễ, lúc mất đã mở đại hội giảng sanh. Bà cụ niệm Phật, con trai lẫn con dâu đều là tín đồ Cờ Đốc giáo, ngoan đạo. Lúc còn sống bà cụ chẳng hề can thiệp, vì tự do tín ngưỡng mà. Khi lâm chung, biểu diễn cho họ xem, báo tin cho thần thiếp. Bằng hữu khi nào sẽ đến nhà cụ để đưa cụ đi giảng sanh, lúc cuối cùng cụ gọi người nhà. Các con suốt đời tin đạo, tín ngưỡng tự do, mẹ trọn chẳng xen vào. Ngày hôm nay mẹ sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, các con hãy niệm vài câu Phật hiệu đưa tiễn, chắc là được chứ. Cả đời cụ chẳng đòi hỏi gì, yêu cầu nhỏ nhòi ấy. Người nhà chẳng bàn cái gì, cũng cùng kính niệm Phật, niệm chưa đầy 15 phút cụ đã ra đi. Vì thế người nhà từ Cờ Đốc giáo chuyển sang niệm Phật. Vì sao? Chính mắt trông thấy nên đã độ bọn họ từ Cờ Đốc giáo quay về đều niệm Phật. Cụ mở đại hội biểu diễn giảng sanh thật cao minh. Đây là hoằng pháp. Chúng tôi suốt đời giảng pháp nát cái lưỡi, chẳng lợi hại bằng một chiêu của cụ. Quý vị thấy một chiều ấy, TV, radio, báo chí, chỗ nào cũng đều đăng tải, hiệu quả rộng lắm. Kẻ chẳng tin, trân thấy cũng tin tưởng, quý vị nói xem hiệu quả có lớn lắm hay không? Vì thế, hoằng pháp lợi sanh khuyên người chẳng phải là ra rã mỗi ngày. Thật sự có hiệu quả, một chiêu bèn cảm hóa họ, khiến họ quay đầu. Bà cụ Hà Đông có thể làm được, nhưng nói thật ra, mỗi cá nhân đều có thể làm được, nhưng quý vị có muốn làm hay không mà thôi. Bằng lòng làm, ai nấy đều làm được. Nếu ở Đài Loan, mỗi năm đều có mấy người đến thời tiết nhân duyên. Mỗi năm có đến mấy lượt mở đại hội giáng sanh, pháp môn tịnh độ sẽ được đề cao ngay lập tức. Vì thế, bình thường phải cảnh giác. Chính mình phải chuyên, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Tam ma đề dị thân. Tam ma đề là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là định. Sách diễn nghĩa giảng, ư sợ quán cảnh. Linh tâm chuyên chủ bất tán di tánh. Định lấy khai trí huệ làm nghiệp dụng. Định là chuyên nhất. Chúng ta quyết định chọn lấy pháp môn này, cả đời này quyết định chẳng thay đổi. Tu một môn này đến cùng, đấy là định. Chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, là biểu hiện của định. Quý vị tạp tu sẽ chẳng có định. Thống có nghĩa là thọ trong năm biến hành. Dùng chữ này để biểu thị, nói lên ý nghĩa tiếp nhận, lãnh nạp hết thảy cảnh giới. Trong cuộc sống, trong một đời, chúng ta có thuận cảnh và nghịch cảnh. Cảnh giới thuận hay nghịch hiện tiền, chúng ta đều phải tiếp nhận. Khi chúng ta tiếp nhận, đừng nảy sanh mừng, giận, buồn vui. Đó là trí huệ. Trong thuận cảnh, đừng dấy tâm hoan hỷ. Trong nghịch cảnh, chớ nên sanh phiền não. Vì sao? Dấy lên mừng, giận, buồn vui nơi cảnh giới, Phật hiệu sẽ niệm chẳng thành.
giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng thành. Mục đích của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới, thuận cảm nơi này dẫu tốt đẹp, ta chẳng tham ái, chúng chẳng giữ được chúng ta, chúng ta dẫn đến Tây Phương. Trong nghịch cảnh chúng ta chẳng dấy lên tiền não, chẳng khởi sân hận. Chúng ta biết hoàn cảnh dẫu sâu đến mấy, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm hay mấy chục năm sẽ qua đi. Hoàn cảnh sau đây sẽ rất tốt đẹp. Ngàn vạn tầng chỉ nên bị nghịch cảnh ngắn ngủi tạo thành chướng ngại, như vậy mới là có trí huệ. Thị tri đại cai diếp giả, tâm dục sụt, dĩ chí tồn xuất yếu. Thiện dục tâm phát, xả thế ác dục cổ. Phú lâu na giả, tâm tượng số, dĩ tượng tắc phân biệt, biển tài vô ngại cố. Đây là nêu lên mười vị đại đệ tử để chứng minh các ngài biểu thị mười pháp số thập thiện trong từ tâm. Kể ra mấy thí dụ, Tôn giả Ca Diếp, tâm dục số là nói ngài tu khổ hạnh, chỉ có một mục đích là mong muốn vượt thoát sanh tử luân hồi trong lục đạo, mong muốn chứng đắc quả báo đại niết bàn. Vì thị ngài có thể dứt bỏ ngũ dục lục trần trong thế gian, có thể buông xuống. Tôn giả Phú Lâu Na, tâm tưởng số, ngài coi trọng tưởng tâm sợ. Tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, Tôn giả Ca Diếp Đầu Đà đệ nhất, khổ hạnh đệ nhất, thanh tâm quả dục, ngài cũng tượng trưng cho căn bản tu hành trong Phật pháp, tức là thanh tâm quả dục. Dục vọng ít, nhu cầu sẽ ít, nên cuộc sống đơn giản. Ư nhân vô tranh, ư thị vô cầu. Vì thế xếp ngài vào hàng đầu rất có lý. Tôn giả Phú Lâu Na diện thuyết khổ không vô thường, thân đàm thật tướng. Bởi lẽ trong tâm tưởng tâm sở đứng đầu, tưởng tâm sở khởi tác dụng, do tưởng ngài mới có thể quán cừ thuyết pháp, thành tựu biển tài vô ngại. Ca chiên viên giả, cánh nhạo số, dĩ dẫn đáp giảng phục, cánh tương thiệp nhập, luận nghị bất cùng cố. Tôn giả Ca Chiên Viên là vị nghị luận bậc nhất trong người vị đại đệ tử. Nay chúng ta nói dẫn đáp là biện luận. Ngài biện luận bậc nhất vì trong khi biện luận, mỗi câu hỏi đáp, ngài hỏi rất hay mà đáp cũng rất khéo. Đấy là tùy cơ ứng biến, không như diễn thuyết. Diễn thuyết có thể chuẩn bị sẵn bài diễn giảng, có chuẩn bị. Biện luận chẳng có cách nào chuẩn bị, chẳng biết người khác hỏi vấn đề nào, chẳng biết người ta lấy chuyện gì để biện luận. Vì vậy, trí huệ chân chánh thì mới có thể hùng biện tùy cơ ứng biến. Do vậy, ngài đạt được pháp lạ. Nãi chi huệ xá lợi Phất, niệm ưu ba ly. Ngài xá lợi Phất trí huệ đệ nhất. Ngài đắc vô nghi giải thoát. Nói cách khác, do đâu mà ngài xá lợi Phất có trí huệ? Ngài đoạn sạch hết thảy nghi lự, chẳng còn nghi. Không còn nghi, chỉ có chánh tín. Đây là bí quyết tu hành của ngài xá lợi Phất. Này chúng ta đối với pháp môn này, tin sâu chẳng nghi, mấy may hoài nghi đều không có. Quyết định chọn lựa pháp môn này, tu học pháp môn này, chúng ta nhất loạt tán thán, đều hoan hỷ. Nhưng chúng ta chẳng học, bất luận ai khen pháp môn khác hay khéo ra sao, chúng ta chẳng động tâm. Chúng ta cũng đồng ý với lời họ nói, nhưng tuyệt đối chẳng dấy lên ý niệm mong tu học. Đó là chánh tín, là trí huệ. Niệm ưu ba ly, Tôn giả Ưu Ba Ly trì giới đệ nhất. Vì ngài thọ trì giới luật, chánh niệm phân minh, cho nên gọi là niệm đệ nhất. Ngài có thể ước thúc thân tâm chẳng phạm giới luật. Tư La Hầu La giải thoát thiện cát, tác ý na luật, tam ma một liên, thống a nan đẳng, thống giả thọ giả, lãnh nạp ý giả. Tư La Hầu La, Tôn giả La Hầu La suốt ngày từ sáng đến tối vui chơi, nhưng Đức Phật biết công phu tu hành của ngài, người khác chẳng hiểu. Ngài là mật hạnh bậc nhất, ngài tu hành chẳng quan trọng bề ngoài. Vì thế quý vị nhìn từ bề ngoài sẽ chẳng thấy, ngài hoàn toàn dùng công phu bên trong.
trong chơi đùa đã thật sự dụng công, bậc hạnh bậc nhất. Vì thế nói là Tư La Hầu La, vì sao? Nếu chẳng phải là chánh tư duy, ngài chẳng thể thành tựu. Vì thế chánh tư duy trong khi giận hứa chơi đùa, giải thoát thiện cát. Thiện cát là tôn giả tu Bồ Đề, giải không đề nhật. Vì thế trong kinh Bát Nhã có ngài, kinh Kim Cang là do Đức Phật giảng cho tôn giả tu Bồ Đề. Tác ý na luật, tôn giả A Na luật là thiên nhãn đệ nhất. Vì tác ý nên mới có thể hiển hiện thân thân, chẳng tác ý ngài sẽ chẳng có năng lực ý. Tác ý là chú ý, hễ ngài chú ý năng lực ý hiện tiền. Chẳng chú ý chính là như thường nói, nhìn mà chẳng thấy, nghe tai nọ lọt qua tai kia, thiếu chú ý. Khi ngài A Nậu Lâu Đà chú ý, năng lực thiên nhãn của ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới. Tam ma một liên, ngài một liên thần thông đệ nhất, thần thông do định mà có. Nói cách khác, tôn giả một kiền liền thần thông đệ nhất cũng có nghĩa là ngài thiền định đệ nhất. Trong định mới có thể hiện thần thông. Thống A Nan, thống là thọ, ngài A Nan đa văn đệ nhất, ngài đắc văn tự tấn trì, lãnh thọ bất dâm, có thể tiếp nhận. Đức Phật giảng một lần ngài bèn ghi nhớ rõ ràng rành rẽ, vĩnh viễn chẳng quên mất. Ở đây thống có nghĩa là thọ, mang ý nghĩa lãnh nạp, tức là tiếp nhận. Dương tất cụ sụ, sụ tất quy dương, thử nhị tương phù, nhi thủ khai ngộ, nhược dương, nhược sụ, bất xuất tự tâm, đạn đắc nhất tâm, dương sụ câu tận. Tâm dương và tâm sợ đều được gộp trong nhất tâm. Bốn câu này là tổng kết, bắt đầu từ nhất niệm vô minh, mê mất chân tánh của chính mình, biến thành tám thức. Từ tám thức lại sanh ra 51 tâm sở. Giống như trên không sanh ra mây mù, trên biển nổi sóng gió. Này chúng ta khéo vận dụng tâm và tâm sở, nhất định có thể khai ngộ, khói tiêu mây tan. Đến cuối cùng chỉ còn lại có mỗi mình chân tâm. Duy nhất chân tâm, trong kinh này gọi nó là nhất tâm bất loạn. Do vậy, ta biết ý nghĩa đại chúng tụ hội, nói theo phương diện xứng tánh, cũng có thể quy kết vào nhất tâm bất loạn. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.